Trong một quãng thời gian dài, nhiều vấn đề liên quan đến đất đai tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có dấu hiệu sai phạm. Công tác quản lý lỏng lẻo, quyền lợi chính đáng của người dân không được bảo đảm. Trong đó, nổi lên hai nội dung lớn bao gồm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất. Hệ quả của nó là việc gây bất bình trong quần chúng nhân dân, dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại kéo dài mà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vậy ai phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm về công tác quản lý đất đai tại huyện Hưng Hà? Đây là tuyến đường DT455, đoạn từ nút giao đường tỉnh 455, tức đường 216 cũ, với quốc lộ 39 đến đường nối Thái Bình với đường Thái Bình Hà Nam. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt vào năm 2016, đến năm 2019 hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đoạn đường này chạy qua hai xã Bắc Sơn và Đông Đô của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Dù đã được đưa vào sử dụng một năm nay, nhưng nhiều người dân thuộc hai xã này vẫn còn bức xúc trước công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bà Nguyễn Thị Khuyên là vợ liệt sĩ, không có con đẻ. Năm 1991, bà được chính quyền địa phương cấp đất ở và đã làm nhà trên địa phận xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà. Dù diện tích đất nằm trên địa bàn xã Bắc Sơn, nhưng bà Khuyên lại thuộc sự quản lý hành chính tại xã Đông Đô. Theo biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới, thửa đất năm 2007, thì thửa đất nhà bà Khuyên là thửa đất số 77 với diện tích là 163,7 m². Cũng theo biên bản này, thì một phần diện tích đất nhà bà nằm trong quy hoạch làm đường 455 sau này. Đến năm 2016, bà Khuyên làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích được thể hiện trên văn bản lúc này chỉ còn là 146,3 m². Điều này dẫn tới việc năm 2017, dự án làm đường DT455 được thực hiện. Theo đúng như đo đạc, đất của bà Khuyên bị phạm vào phần đường giải phóng mặt bằng là 22,5 m². Tuy nhiên, bà chỉ được đền bù 5,1 m², với dự toán bồi thường là gần 62 triệu đồng. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà ra quyết định số 3374/QĐ-UBND về việc thu hồi 5,1 m² đất của bà Khuyên để thực hiện dự án. Không đồng tình với việc chỉ được đền bù 5,1 m², bà Khuyên làm đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà. Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà cử thanh tra huyện về xác minh đơn khiếu nại của bà Khuyên. Từ buổi xác minh trên, bà Khuyên phát hiện ra giấy tờ của bà bị giả mạo chữ ký. Biên bản thẩm định diện tích 146,3 m² đã mạo chữ ký so với diện tích đã ký xác nhận biên bản ranh giới, mốc giới, thửa đất số 77 năm 2007 là 163,7 m² thì mất đi 17,4 m². Biên bản trên được lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn. Chính vì có cái xác minh đơn khiếu nại ấy, cái biên bản xác minh ấy, thì tôi mới biết rõ là cái diện tích 146,3 m², cái biên bản thẩm định diện tích 146,3 m² là không phải chữ ký của tôi. Hôm người ta về xác minh là người ta không báo cho tôi biết đâu, mà sau ngày hôm sau là ông phó chủ tịch xã Bắc Sơn với lại trưởng ban công an xã là cho tôi xem lại cái biên bản xác minh ấy, nói với tôi và cho tôi xem lại cái biên bản xác minh ấy. Thì cái biên bản xác minh ấy hiện nay là nằm lưu giữ tại trụ sở xã Bắc Sơn. Từ đấy là tôi biết được là mạo chữ ký của tôi. Theo bà Khuyên, liên kê thửa đất số 77 nhà bà còn có 3 thửa số 78, 79 và 80 đều được cấp đất cùng thời điểm. Nếu theo quyết định số 463 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 21 tháng 12 năm 1990 thì bề rộng đường là 4 m tính từ tim đường vào. Nhưng khi làm đường DT455 thì chỉ có 2 thửa đất số 78 và 79 là được trừ lưu không 4 m, còn thửa đất số 77 của bà bị trừ 6,5 m và thửa đất số 80 bị trừ đến 7,2 m. Đây cũng là tình trạng xảy ra khá phổ biến trên địa bàn xã Bắc Sơn. Người ta không giải quyết đó, mà người ta cũng không nói năng gì. Tôi hỏi thì người ta không trả lời. Tôi vặn là tại sao hai thửa đất làm sổ cùng một năm 2016 thì tại sao một thửa 79 lại được thực hiện quyết định 463 mà thửa của tôi lại không được thực hiện, lý do nào? Thì người ta không nói đấy. Thế thì sau đó là tôi hỏi mãi thì cuối cùng người ta mới bảo là trước một ngày sau một ngày nó cũng khác, thì anh cho tôi cái và ra cái quyết định đấy. Thế thì người ta không nói năng gì cả. Đến ngày 29 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà
ra quyết định số 8040 về việc hủy quyết định số 5805 ngày 10 tháng 8 năm 2018, quyết định về việc xác minh giải quyết khiếu nại lần đầu cho rằng bà Nguyễn Thị Khuyên không phải là người sử dụng, chủ sở hữu đất. Tất cả đến từ bản hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được lập ngày 12 tháng 10 năm 2016, ngay một ngày sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 11 tháng 10 năm 2016. Theo hợp đồng này, bà Nguyễn Thị Khuyên đã tặng toàn bộ diện tích đất cửa số 77 cho con gái nuôi là chị Nguyễn Thị Hương. Trong đây có rất nhiều điểm đáng quan tâm, như việc hợp đồng có 7 điều nhưng không hề có điều 2. Điều đáng nói là bà Khuyên cũng như con gái nuôi đều không hề hay biết về sự tồn tại của bản hợp đồng gây nhiều tranh cãi này. Mặc dù theo chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã Đông Đô, bản hợp đồng này được lập thành 3 bản chính có tính pháp lý như nhau. Hai mẹ con bà Khuyên mỗi người giữ một bản. Câu hỏi đặt ra là nếu như hợp đồng trên tồn tại là chính xác, vậy thì quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà vào ngày 31 tháng 5 tại sao vẫn chỉ đích danh đây là đất của bà Nguyễn Thị Khuyên? Có quá nhiều khúc mắc, bà Khuyên tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà nhưng không được giải quyết. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà gửi thông báo số 329TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Lý do bà Khuyên không còn quyền lợi ích hợp pháp liên quan trực tiếp đến quyết định hành chính bị khiếu nại. Bà Khuyên kêu đến tỉnh và trung ương. Tôi gửi cho ông bí thư tỉnh 4 lá đơn thì ông cũng không trả lời tôi. Tuyệt đối không có hồi âm. Không làm sao được. Tôi mới gửi đơn đến trung ương. Gửi đến trung ương thì nhờ cầu cứu đến trung ương thì tôi mới được gặp ông Nguyễn Hồng Duyên. Trong cái buổi hôm ấy ông ấy thừa nhận là trong cái tập hồ sơ là chữ ký không phải chữ ký của tôi, và thừa nhận là hồ sơ của tôi khập khiễng, và thừa nhận là cái biên bản cái bản hợp đồng trao tặng ấy cũng không hợp pháp. Nhưng ông ấy vẫn nói là sau đó ông vẫn nói là nhận cái tiền hỗ trợ thì tôi không đồng ý. Hai ngày sau buổi làm việc với đồng chí bí thư tỉnh ủy thì đến ngày 10 tháng 1 năm 2020, tỉnh ủy Thái Bình có công văn số 1028 yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra rà soát hồ sơ và tờ bản đồ số 02 trong hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất để có cơ sở giải quyết dứt điểm những kiến nghị của bà Nguyễn Thị Khuyên. Nhưng theo bà Khuyên, đến nay những thắc mắc, kiến nghị của bà vẫn chưa được xử lý. Câu chuyện nhà bà Khuyên cho thấy có hai vấn đề trong quá trình hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án đường DT455. Một là việc diện tích trước và sau khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự chênh lệch, dẫn tới việc đền bù chưa thỏa đáng. Hai là việc tính bề rộng đường trên một đoạn đường là không giống nhau, có nơi 8m, có nơi 14m, 15m. Đây là bản vẽ đường DT455 đã hoàn thiện. Nhìn vào đây cũng có thể thấy bề rộng đường là không đồng nhất, trông giống như những chiếc răng lược, nơi thò ra, nơi thụt vào. Chính sự không rõ ràng này đã khiến nhiều người dân bức xúc về quyền và lợi ích của mình trong việc hưởng chế độ đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Và trước cả đường này nó chỉ độ khoảng 4m thôi. Hết đường là coi như đất, coi như cái rạch thoát nước của gia đình là cũng ấy luôn, cũng là mép đường luôn. Diện tích của gia đình là 351m2. Thế mà hiện diện bây giờ là vào chiều ngang của nó là chừng hơn 3m và chiều dài của nó là 26m. Khi mà mở rộng nâng cấp đường 455 vào phần đất của gia đình cũng chưa được coi như là bồi thường. Mỗi cái tiền san lấp ở phía ngoài được hỗ trợ là 40 triệu mấy trăm. Cấp trên chỉ giải quyết là chỉ được bồi thường, chỉ được hỗ trợ tiền san lấp chứ không có nói gì đến chuyện bồi thường đất. Cứ bảo là không vào. Đấy, như thực tế trên cái phơ đồ của gia đình vào rất nhiều. Không biết là xã hay huyện hay tỉnh nào chủ trương nào nhưng mà cứ đo 7,5m phá của những người của bà con toàn dọc hai đường này, không phân biệt là đất mới, đất thổ, đất thổ hay đất mua đó, thì là cứ đo 7,5m là phá. Đấy là lệnh của xã là cứ đi là cưỡng chế luôn. Thì gia đình bức xúc với cái đất của mình từ năm nguồn gốc 90 mà lại không được đền bù, mà trong đó những người mua đấn chiếm không biết là hợp pháp không, mà năm 2000 thì được ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà cấp 4m tiêm vào, lại được hỗ trợ hơn 400 triệu, là được đền bù hơn 400 triệu đấy. Theo nhiều người dân, trường hợp của gia đình họ cũng giống như nhà bà Nguyễn Thị Khuyên. Sau quá trình đo đạc, lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
thì diện tích về sau đã bị thiếu hụt đi rất nhiều so với biên bản xác nhận, ranh giới, mốc giới, thửa đất năm 2007 và các văn bản, giấy tờ, chứng nhận khác. Chính vì lẽ đó, nhiều hộ đã bị mất trắng sau khi làm đường. Sự khập khiễng trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được chúng tôi làm rõ với các ngành liên quan trong kỳ 2 của chương trình, sẽ phát sóng vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Tiếp tục một câu chuyện đáng buồn về đất đai tại huyện Hưng Hà. Năm 2010, gia đình anh Hoàng Văn Sâm ở thôn Tiên Lữ, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà chung đấu giá thửa đất số 02D5 với diện tích 74,5m2 với tổng số tiền là gần 410 triệu đồng. Gia đình đã đóng trước 130 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất là đơn vị phụ trách việc đấu giá của huyện. Sau đó, đơn vị này đã thực hiện việc đấu giá lại khu đất trung tâm thương mại. Gia đình ông Sâm và nhiều hộ dân khác không hề hay biết về việc này. Khi phát hiện ra, gia đình ngỡ ngàng đành nhìn khu đất từng là của mình giờ về với chủ mới. Trong 2010 đến năm 2015 không có một cái quyết định nào cho chúng tôi cả. Không có cái thông báo, không có một cái giấy tờ gì để thông báo nộp tiền hoặc là có cái ý kiến, huyện có ý kiến bán cái chỗ đất của chúng tôi cả. Sau đến chúng tôi được thông tin là đã bán mất cái số đất, chỗ đất này của chúng tôi. Thì chúng tôi từ năm 2015 đến năm nay rất nhiều lần đi lại giấy tờ rồi là lọ kia xuống các phòng ban cũng chỉ là con số 0. Đến bây giờ là huyện quyết định là nói là trả cái tiền đặt cọc và trả cái tiền cho chúng tôi. Người dân chúng tôi rất là thiệt thòi, phải đi vay lãi để mua cái chỗ đất này chứ không phải đơn giản đâu, làm gì có tiền mà mua. Khi chúng tôi bỏ thầu, ra trúng thầu thì từ 5 đến 7 ngày Ủy ban nhân huyện phải ra một quyết định trúng thầu cho hộ dân, thì gia đình hộ dân mới làm tất cả thủ tục để thấy là công nhận cái lô đất của mình và nộp các khoản lệ phí khác đối với nhà nước. Nhưng Ủy ban nhân huyện không ra quyết định trúng thầu cho dân trong lúc chưa có quyết định và là cái đang giải quyết là cái đơn kiến nghị và tố cáo, thì là cái Ủy ban nhân huyện cố tình làm sai, tức là làm cho người khác, bán cho người khác xong lại làm sổ đỏ cho người khác nữa. Theo phản ánh của các hộ dân, sau khi đã kiến nghị nhiều năm thì chi cục thuế huyện mới đây đã có giấy mời các hộ lên nhận lại số tiền đã nộp. Một chi tiết khác là những lô đất đã đấu giá lần hai này vẫn chưa nộp hoàn thiện toàn bộ số tiền theo quy định, nhưng một số đã và đang xây dựng. Theo quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp tiền của các cơ quan thuế, người chung đấu giá phải nộp toàn bộ 100% số tiền chung đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, nếu không sẽ bị hủy kết quả chung đấu giá. Tuy nhiên được biết, ngoài khu đất tại trung tâm thương mại thị trấn Hưng Hà, còn rất nhiều nơi trên địa bàn huyện, người dân chung đấu giá đất từ năm 2019 mà chưa nộp đủ số tiền, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có quyết định hủy kết quả chung đấu giá. Thậm chí các hộ dân này vẫn đều đặn nộp tiền qua ngân sách và bị tính lãi nộp chậm. Vậy phải chăng huyện Hưng Hà đang làm trái quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình? Đất đai là tài sản có giá trị lớn. Ngoài giá trị về mặt kinh tế thì nó còn có nhiều ý nghĩa đặc biệt khác. Việc để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài trong nhân dân, một phần lớn trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước huyện Hưng Hà. Được biết, Hưng Hà được tỉnh Thái Bình chọn là nơi để tổ chức đại hội đảng bộ huyện mẫu của toàn tỉnh. Người dân đang rất mong chờ và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ ở nhiệm kỳ mới sẽ có đủ tâm, đủ tài để giải quyết được những tồn đọng, bức xúc và quyền lợi chính đáng cho họ. Trước những thông tin đã nêu trên, cán bộ lãnh đạo huyện Hưng Hà sẽ trả lời và xử lý như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới các đồng chí và các bạn trong kỳ 2 của chương trình sẽ phát sóng vào ngày 28 tháng 5 năm 2020.